chiếc móc treo hình nhện như thế này của chúng tôi. Bây giờ các bạn bắt tay vào làm với mình nhé. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của mình. Để bắt đầu vào làm thì đây mình đã chuẩn bị những nguyên liệu và dụng cụ như sau này. Về dụng cụ thì đây mình có keo dán. Mình sử dụng keo nến để dán. Các bạn cũng có thể sử dụng bằng các loại keo khác, băng dính khác, có thể dính được giấy là được nhé. Mình có một chiếc con ta này, một cái kéo này, một chiếc bút chì, những cái cây bút màu nước như thế này và thước kẻ. Về nguyên liệu thì ở đây mình có chuẩn bị hai tờ giấy, mình có màu cam và màu xanh lá nhé. Giờ mình sẽ bắt tay vào làm nhé. Đầu tiên là mình sẽ đi cắt cái tờ giấy màu xanh lá này. Đối với cái tờ giấy màu xanh lá này, bây giờ mình các bạn sẽ quay cho mình một cái hình tròn to này. Bán kính mình sẽ để là 7 cm. Mình sẽ cắt cái hình tròn này đây. Vậy là mình đã cắt xong cái hình tròn này này. Sau khi mà đã cắt xong thì mình sẽ dùng bút để vẽ những cái họa tiết ở xung quanh nha. Mình sẽ dùng một cái bút màu nước này. Đó, các bạn sẽ vẽ dần cho mình cho đến hết cái đường tròn này. Đó. Mình sẽ vẽ thêm một lớp ở bên trong nữa nha. Mình sẽ vẽ thêm một lớp vào cái phần vòng mà mình vừa vẽ xong này. Đó.
Các bạn nhìn xem, mình đã vẽ xong cái lớp này. Tiếp theo mình sẽ nối cái phần ở ngoài này vào trong cái phần tâm của hình tròn nhé. Các bạn có thể sử dụng bằng thước cũng được cho nó thẳng, nhưng mà mình lại thích vẽ hơn, mình lại thích dùng tay vẽ hơn nên là mình sẽ vẽ nhé. Các bạn sẽ vẽ dần dần như vậy cho đến hết cái phần vòng này nè. Đó. Tiếp nha. Tiếp này, mình sẽ vẽ lần lượt như vậy cho đến hết cái phần này. Khi mà các bạn vẽ tay, nó có cái phần đứt đoạn.